Xin chào bác đã đến với kênh xe đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe địa hình 9X X7T, một mẫu xe mang thương hiệu Ý, được trang bị bộ đề cực cao là Shimano DOG, đặt phía trước là Shimano Atut. Xe nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên bản chính hãng của 9X. Khung nhôm, nước sơn đen đỏ, nên là tổng thể rất là thể thao. 9X X7T nước sơn nguyên bản, do là xe đã qua quá trình sử dụng cộng với cả là xe bãi nên là nó xuất hiện những vết xước không thể tránh khỏi. Đề sau là Shimano DOG XT, rất là cao cấp của dòng Shimano địa hình. Như các bác chơi xe lâu năm thì cũng đã đánh giá được là cái bộ đè này nó cao cấp đến như nào. Phía trước là Shimano Atut. Đây là phần ni lông của chiếc xe thì cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano DOG, phanh dầu của Shimano, tay Shimano bánh 26 inch. Túi đĩa trục rỗng, đồ vẫn còn nguyên của 9X. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 57 cm. Thì chiếc xe của các bác từ khoảng 1m62-63 đến 72-73 thì là phù hợp. Với 10 tầng líp và 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ. Như các bác thấy trên hình thì chiếc xe chuyển động cũng rất là mượt mà, trơn tru. Một chiếc xe 9X hiệu Ý mang bộ đề DOGXT cực cao cấp, đồ nguyên bản nguyên zin. Mà chiếc xe này đang bán bên em với mức giá chỉ có là 7.900.000, bao ship toàn quốc. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.